Rồi, xin chào anh em nha. Đây là con 3784. Đây. 84 này nè. Máy gì vậy anh em, máy mới nè. Đang ông thợ đang test. Ống dầu vô test nè anh em ơi. Đây 3784. 30 mã lực. 3.000 tua anh em. Bô ấm bình dầu gì đây còn đầy đủ nha anh em, máy còn ken lắm anh em. Đây họ đang test này. Rồi, ông thợ test cái nữa không thợ.